Chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi về quê nên là rảnh rỗi ra giữa đồng để mà chia sẻ với mọi người một cái vấn đề mà khá là hot, tại vì là vừa rồi thì cái xe VinFast Lux SA nó bị cháy. Cho nên là tôi nghĩ rằng là rất nhiều người sở hữu xe ô tô, không những là VinFast mà những cái hãng xe khác nữa, thì cũng đều có cái băn khoăn rằng là không biết rằng là khi mà cháy thì là liệu xe có phát nổ hay không. Tại vì là hôm xem cái clip mà xe nó VinFast nó cháy ấy, thì là cái lúc mà người ta dập ấy, thì có nhiều người hô là ô đừng có lại gần xe nó có thể phát nổ đấy, rồi là các thứ. Thế thành ra là bản thân tôi cũng sợ. Ê, tôi cũng phải tìm hiểu thử xem là xe liệu nó có phát nổ hay không khi mà cháy đấy. Tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ có câu hỏi như vậy. Và với là một người có cái chuyên môn về kỹ sư, tôi là kỹ sư mà, thì tôi suy luận là nó không có nhiều cái khả năng gây ra cháy nổ, gây ra nổ. Thế thì nhưng mà để khách quan thì tôi cũng đã tìm hiểu thử xem là trên các cái báo xem là đã có cái thống kê nào nói về cái việc mà xe nó cháy xong rồi nó bùng lên không. Tại vì là chúng ta xem phim nhiều ấy, thì là chúng ta thấy rằng là ô cứ mỗi lần mà xe mà có cháy là nó bùm một phát nó nổ tung lên. Thế nhưng mà đời thì không như là phim đấy. Thế cho nên là khi tôi tìm hiểu ấy, thì trên báo ấy, thì là báo của Mỹ, thì họ nói rằng, họ thống kê rằng là chưa có ghi nhận một cái trường hợp nào mà nó cháy xong rồi nó nổ bùm một phát cả. Đấy, thế thì ở Mỹ thì là nó đều có những cái thống kê rất là chi tiết đầy đủ. Như lần trước tôi đã chia sẻ về cái xe, về cái thống kê của họ, một năm nó có tới 170.000 cái xe bị cháy, đó, 100 rất là nhiều. Đấy, thế nên là cháy xe là nhiều trường hợp. Cho nên là mọi người là cũng nên có cái kiến thức về những cái vấn đề mà nguy hiểm khi mà xe cháy. Đấy, đây là xe của tôi, hôm nay tôi cũng mở tung để mà chia sẻ cùng mọi người luôn. Đấy, thì trong xe này, thứ nhất là cái khoang máy, chúng ta cùng tìm hiểu mà phân tích thử cho em nhé. Tức là trong cái khoang máy này thì là cái máy, đúng không? Cái máy là cái chỗ mà sinh nhiệt, động cơ các thứ nó nóng, những các thứ là nguy cơ cháy là cao, nguy cơ gây ra cháy lan các thứ là cao. Nhưng mà bản thân cái máy của nó chả có cái gì để mà nó phát nổ cả, đúng không? Cái thứ hai là các cái đường ống dẫn nguyên liệu các thứ này, giả sử như nó có bảo là cháy xong rồi nó nổ chẳng hạn, thì cái mấy cái đường ống tép riu này nổ cũng chả có cái gì cả, mà cũng nó cũng chẳng thể nào mà nổ được. Tại vì bản thân ấy là khi chúng ta phân tích ấy, thì là cháy nó nổ là khi nào, khi mà bị ra nhiệt chẳng hạn. Khi mà bị ra nhiệt thì là thường là nó sẽ phải là ra nhiệt xong rồi nó có một cái gì đấy nó bị giãn nở ở bên trong, đúng không? Nó giãn nở, nó tạo ra một cái áp suất đủ lớn thì nó mới phát nổ đó. Thế thì với cái này thì trong cái chỗ này của chúng ta, thì chúng ta trong cái khoang máy này chúng ta chả có cái nào nó cháy theo cái kiểu là nó cháy ở bên trong xong rồi nó gây ra cái sự giãn nở xong rồi tăng áp suất rồi nó để nó phá vỡ cái đấy ra cả đó. Thế thì trong này thì có một cái ống ắc quy, đúng không? Có một cái ống ắc quy là một cái mà chúng ta nghĩ rằng là có thể gây nổ. Thế nhưng bản thân ắc quy thì chúng ta khi mà chúng ta sạc ấy, chúng ta sạc chẳng hạn, nếu mà chúng ta sạc mà nó nóng từ bên trong xong rồi nó mới lây ra một cái áp suất lên cái vỏ bình ắc quy thì nó mới có thể nó sẽ nổ đó, đúng không? Thế nhưng nếu như giả sử, tại vì bình ắc quy bản thân nó sẽ chả ở trong trường hợp này là nó sẽ ví dụ như là do cháy nhiên liệu thì nó đốt từ phía ngoài vào thì sẽ cũng không thể nổ được. Thế còn ắc quy hiện nay thì là các cái nhà sản xuất thì thường là họ cũng đã gọi là làm những cái ra những cái mà nó không, theo tôi là nó theo tôi được biết là nó không phải là những cái loại mà có thể cháy và sau đó gây ra nổ. Thế còn mấy cái bình nước này thì tôi nghĩ là mấy cái bình này thì nó cháy, nếu nó giả sử nó cháy từ bên ngoài, nó cháy từ bên ngoài vào thì nó cũng đốt, nó cũng không thể đun cái nước này lên trước khi mà cái bình này sẽ cháy trước khi là cái nước cháy, đúng không? Cho nên chả thể nào mà nổ được. Rồi tương tự các nước các thứ cũng không có gì. Thế còn lốp, đúng không? Bây giờ mọi người, hôm trước tôi nghe rõ nhất là cái lốp này mọi người bảo rằng là ô tránh ra không là cái lốp này nó nổ đấy, đúng không? Lốp nó nổ, nhưng mà tôi khẳng định luôn là không bao giờ mình đốt mà cái lốp này nó lại nổ bùm một phát được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta, nếu như chúng ta bơm như cái lý thuyết lúc nãy tôi vừa nói ấy, nếu như chúng ta bơm căng cái lốp này lên, bơm thật căng lên nước thì là nó có thể là nó phát nổ ở từ cái lốp này lên, tại vì là lốp căng mà nó nổ. Chứ còn nếu mà đốt, giả sử cái lốp có căng đến mấy, anh đốt chẳng hạn, anh đốt thì nó cháy từ ngoài vào, đúng không? Nó cháy từ ngoài cái lốp này vào
thì nó cũng xì một cái là xong, chứ nó rụi xuống, nó xịt xuống chứ nó không bao giờ nó nổ được. Đấy, chả có cái lý do gì để nổ. Có một cái mà tôi nghĩ rằng nhiều người cũng nghĩ rằng nó có thể nổ, đấy là cái bình xăng ở phía sau này, đúng không? Bình xăng tất cả các ô tô thì thường là nói chung là tất cả ô tô thì tôi nghĩ là tôi xem thiết kế thì là đều cái bố trí cái bình xăng ở đằng sau này. Đây, bản thân cái xe này nắp bình xăng đây. Và nó có cái bình xăng nó ở treo ở chỗ này này. Đấy. Thế xong rồi dọc cái từ cái gọi là từ cái bình xăng đấy nó có một cái bơm. Nó tuần hoàn, nó bơm về phía máy và nó cứ tuần hoàn chạy xuống như thế. Đấy thì cái bình xăng đằng sau này, giả sử như nó cháy theo đường nhiên liệu và nó cháy xe, thì mọi người nghĩ rằng cái bình xăng này có thể là một trong những cái phát nổ. Nhưng tôi lại phân tích rằng là một cái bình xăng này thì nói thật ra là cái bình xăng nó cũng không, khi mà cháy xe với cái kết cấu của xe nó cũng không thể kiểu như là bình một cái bình xăng kín thì sau đó rồi mình đốt từ dưới đốt lên xong rồi nó, hoặc là nó gọi là nó làm cho cái bình xăng đấy giãn nở hoặc gì đó, nó tạo ra một áp suất để nó nổ bình xăng cả, nó cũng không có cái chuyện đó. Thậm chí rằng là khi mà cháy chẳng hạn, nó cháy lan ra bình xăng xong rồi nó đốt ở bên trong bình xăng, nó cháy trong bên trong bình xăng trước thì nó cũng chả nổ được bình xăng, tại vì bản thân là nó cũng không thể cháy được bên trong bình xăng mà nó phải cháy từ bên ngoài, cháy lan vào thì mới, nó giống kiểu như là nó sẽ chảy cái sắt đấy ra mà nó cũng xịt xuống thôi, chứ nó chả có gì để nổ cả. Thế nói tóm lại rằng là khi mà cháy xe đó thì theo như tôi phân tích vừa rồi đấy, những cái kiến thức gì mà tôi đã biết được và những cái bài báo mà tôi đã gọi là tôi đã tìm hiểu thì nó không thật sự là nó sẽ gây ra nổ đâu. Thế cho nên là nổ đấy xảy ra. Tuy nhiên nhá, cháy là nguy hiểm rồi, đúng không? Nó sẽ bùng lên, nó cháy, tại vì cháy xăng mà. Cháy xăng thì nó bùng lên rất là kinh. Thế thì cho nên là cái việc mà dập hay không, cứu hay không thì là chúng ta cũng không nên thì chúng ta cũng nói chung là không nên lại gần xe. Đó, chúng ta vẫn không nên, theo tôi là tức là phân tích vừa rồi thì nó không nổ, nhưng chúng ta không lại gần xe tại vì bản thân cái lửa cháy của cái xe nó rất là nguy hiểm. Ở Mỹ chẳng hạn thì là cái số mà người chết hôm trước tôi ghi là bao nhiêu nhỉ, 100 bao nhiêu người nhỉ, đại loại là cũng rất nhiều người chết đấy vì cháy xe đấy. Cho nên là chúng ta vợ lời khuyên ở đây là vẫn không được phải chạy ra khỏi xe ngay lập tức khi mà có cháy xảy ra. Có thể bài sau tôi sẽ phân tích là khi cháy xe nên làm gì, thì sẽ phân tích kỹ hơn, nhưng mà hôm nay là chúng ta chỉ nói rằng là chúng ta thử phân tích cùng với nhau xem là cái xe nó ui là sao nó cụp xuống này nhỉ, nó có thể nào mà ấy được hay không, nó có thể là cháy được hay không, thì theo như tôi quên có thể nổ được hay không, thì như tôi phân tích vừa rồi là khó nổ lắm, khó nổ được. Đấy, thì ngoài cái chuyện tôi phân tích cá nhân, thứ hai nữa là tôi cũng đã tìm hiểu thì các báo nó nói nó không như trong phim đâu anh em đấy, nhìn lại cái máy đấy, máy hôm tới ấy, chắc là sẽ làm một cái clip phân tích sâu về các cái nguyên nhân cháy nổ, rồi là cái khi mà cháy thì xảy ra thì nên làm gì đấy, nên làm gì nhá. Đấy, máy móc của nó đây. Đấy. Được rồi, nói tí mệt quá. Phải là có một anh xe đi qua lại, quay lại quay lại. Rồi, xin lỗi Việt Anh chút. Đấy. Đấy, nha. Con xe của tôi là VinFast Lagera và cũng đúng cái xe màu trắng đấy luôn. Đúng cái xe màu trắng. Này, đúng cái xe cháy luôn. Đấy. Rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ subscribe kênh nhá. Clip sau chắc là tôi sẽ cũng lại nói về chủ đề cháy thì sẽ nên làm gì. Thì anh em theo dõi để tôi tiếp tục chia sẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.